Thưa quý vị, với phương châm Long An điểm đến đầu tư thân thiện và hiệu quả, thời gian qua, tỉnh Long An luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Long An, nhất là những dự án FDI từ Hàn Quốc. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội biết đến tiềm năng, lợi thế và các chính sách ưu đãi của địa phương, trong thời gian qua, tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương, với mong muốn kết nối cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Long An. Chi hội thương mại và công nghiệp Hàn Quốc COCHAM tại Long An đã được thành lập và đi vào hoạt động. Đây là tiền đề quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa giữa tỉnh Long An và các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới. Tôi cùng với đội ngũ nhân viên của mình đã cùng nhau xây dựng nên một kênh thông tin mang tên Long An COCHAM Daily để cập nhật, báo cáo và dịch thuật lại những tin tức liên quan đến tỉnh Long An. Và chúng tôi cũng đang cung cấp các thông tin cần thiết tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đều đặn mỗi ngày. Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ 2 trong 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với gần 210 dự án và đứng thứ 3 về số vốn đăng ký với gần 900 triệu đô la Mỹ. Điều này minh chứng môi trường đầu tư của Long An đã thật sự tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc.